vào lúc 17 giờ. Một bộ phim không thể bỏ lỡ. Bạn sẽ bị thu hút bởi một cô gái bé nhỏ, câu chuyện tình yêu tuyệt vời, sự giàu có bậc nhất của một gia đình tài phiệt, và bởi chính những tham vọng điên cuồng của họ. Tham vọng khi đã khởi, nó sẽ không dừng lại, và bạn cũng không thể rút lui. Chết đi! Mời các bạn đón xem Ngọn Lửa Tham Vọng, phát sóng lúc 17 giờ hàng ngày trên Today TV.